Ok, Thảo Nguyên xin chào anh em nhé. Thảo Nguyên xin được báo cho anh Thắng. Bây giờ là xong buổi tối rồi. Đây là anh em câu ở hồ Lăng Xê ấy. Lăng Xê là hồ dưới kia. Anh câu những Lăng Xê nhưng vẫn câu đơn đúng không? Câu đơn. Đấy, mờ chép này với mấy con gà chim, con gà rô. Và siêu ngon luôn, đúng không? Con này là rán giòn, là đảm bảo. Và thông tin anh em là ở trong ngày hôm nay thì cá lên ở tốc độ bình thường. Và ngày mai Thảo Nguyên sẽ thả 20 chấm đen nữa để phục vụ anh em. Bắt đầu chúng ta sẽ săn vào buổi cuối tuần, và trong tuần này thì Thắng Nguyễn sẽ thả rất nhiều có chép, rô, thế và thêm khoảng độ 3-4 tạ chê nữa. Tuần này vẫn đảm bảo trong khoảng 1 tấn để anh em. Đây toàn chép ở dưới hồ Lăng Xê. Đấy, và những con chim nữa ở dưới đấy thì nó đủ thể loại luôn. Nên là cũng tiện thông tin anh em là Thắng Nguyễn là đang có 4 hồ, đúng không? Có 4 hồ thì có 3 hồ đài chuyên và một cái hồ to anh em có đánh tổng hợp. Còn một hồ lua thì bây giờ đang rất nhiều bèo. Còn nếu ở Thảo Nguyên thì tổng thì phải là 5 hồ. Nhưng mà những hồ mà anh em câu được thì đang là có cái 3 hồ đài là chuyên, một hồ Lăng Xê. Tất cả đều giá 20.000. Các dịch vụ khác thì không có gì thay đổi. Chỉ là anh em dùng ô thì sẽ là 20.000 và ghế thì là 10.000. Đấy là anh em dùng lẻ trong hàng ngày. Còn đối với tất cả anh em đã đăng ký thành viên rồi ấy. Những anh em đăng ký thành viên rồi thì sẽ là 200.000 trên một năm. Thì anh em mới dùng free hết toàn bộ trong một năm. Tất cả ô, thau, ghế, chậu anh em dùng tất cả các loại, từ ghế tựa đến ghế nhựa, ghế thường. Đấy, ô dùng thoải mái. Đây là anh Thắng. Xin gửi anh em nhé. Người đã có chiếc áo ở Thảo Nguyên thì chắc chắn là đã từng đạt giải Thảo Nguyên. Xin chào anh Xuân Thân. À, em Xuân Thân. Tình hình chắc sức khỏe đảm bảo rồi thôi. Anh Kiên Tử Tế, anh Vũ Chính, anh Nguyễn Hương. À, em ơi, hôm nay cá lên như nào nhỉ? Hôm nay được tổng bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Ok, chốt anh em là 14 con thôi nhá. Đấy là 14 con thì trong ngày thôi. Toàn bộ là hồ đài thôi. Còn các cái hồ ví dụ là ở dưới thì anh em sẽ không tính. Đây, các cá chép như của anh thì mình không tính. Vì ở dưới đấy thì nó có to nhỏ lẫn lộn, nó nhiều thứ lắm. Và thông tin anh em là ngày mai Thảo Nguyên xuống 200 đen. Thứ 5 nghỉ, thứ 6 thì bắt đầu xuống chép và rô. Thứ 7 sẽ là chép chấm đen. À, chép chê và chủ nhật thêm chê. Để chúng ta sẽ làm game anh em. Đây là anh Thắng. Anh đã gọi con quán hết rồi nhưng mà phải nhờ anh lại bỏ ra để anh livestream anh em biết là những con cá rất là ngon ở dưới hồ Lăng Xê. Nó kiểu như là hồ tự nhiên. Rất là to ở dưới tít dưới kia anh em mình. Hiện tại ở đây hồ thì bây giờ chỉ còn 9 anh em thôi. Đó, ở dưới hồ, ở hồ bây giờ còn 9 anh em thôi. Và cũng có các bạn nữ. Đó, ở Thảo Nguyên thì có bây giờ vẫn còn mấy chị em bây giờ vẫn đang ngồi, chắc đi theo tem của mình. Anh Mạnh Ngô Văn, anh Thắng mới lên hay chuẩn bị về rồi em? Anh Thắng này là anh về rồi anh Mạnh nhá. Anh xong ấy, anh ngồi kìa. Anh phải ngồi trên hồ đài, hôm nay nó không ăn ấy. Tối thì anh đi xuống dưới kia thì làm mấy con đấy, toàn chim mấy các thứ. Đây mình em bên này săn đêm, mình xem vẫn ngồi đây rồi. Anh Kiên Tử Tế, Xuân Thân, mai em đi bác chủ nhật. Ok. Tuần này thì cuối tuần em không ở hồ. Thứ bảy nhật em không ở hồ phục vụ anh em được. Thì em Linh ở đây vẫn làm chương trình và em Thảo. Và một số anh em mình vẫn phục vụ và báo game anh em bình thường. Em sẽ đổ cá đến tận chủ nhật và game của chúng ta vẫn diễn ra bình thường. Tuần này thì vẫn là 20k thôi. Nhưng mà diễn ra game giống như tuần trước. Để đảm bảo được thì Thảo Nguyên vẫn chọn ra 4 con to nhất, 4 loại cá to nhất để gửi đến anh em. Đây là hoa của cây xoan anh em nhé. Đây là cái hoa trắng của cây xoan. Dâu xoan ở góc kia là dồn về, không phải bận gì cả. Xin chào Bích Lê, xin chào anh Quang Hà. Hôm nay nhà mình chắc là vẫn là thâu đêm ở đây à? Các bạn nó đang ngưng hát. Hôm nào tối chất than ở đây. Tầm 3 giờ mình về nhóm của anh em bên thành phố. Hồ săn hàng thì đang có ba anh ở bên kia. Còn game 1 bên kia thì hơi xa. Game 1 bên đấy thì có mấy anh em nào. Còn game 3 thì đang có 3 anh em. Nhóm của anh em thành phố có cũng chủ nhà hàng. Thường anh em kết thúc buổi tối xong 9-10 giờ anh em mới sang lại ngồi đến 3 giờ.
nhưng mà thấy là rất đam mê. Thế là kiểu như có hai vợ chồng luôn, rất là đam mê luôn đấy. Ôi, xin chào các anh. Ok, em xin kết thúc live đây. Hẹn anh em vào chiều ngày mai thì Thảo Nguyên sẽ bùi chấm đen. Chiều mai em sẽ qua live báo chấm đen với anh em. Chốt lại là đến ngày hôm nay thì ở hồ đài lên được 14 con. Còn vừa em live cái mớ cá chép với lại chim đấy thì không tính ở dưới hồ Lăng Xê. Dưới đấy thì các anh câu thoải mái và dưới đấy khó theo dõi các anh được. Còn ở trên này thì ngày hôm nay là có 14 con các anh nhé. Ok, em xin kết thúc live đây.